Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mùng 10 tháng 11, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 10 dự án, và dự án đầu tiên sẽ là MemeFi. Mật mã của ngày hôm nay sẽ là 13324. Bây giờ thì chúng ta sẽ thao tác 13324. Như vậy là mình đã nhận được 1.500.000 xu. Chúng ta sẽ đến với dự án Virtus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên bên cạnh ở bên trái này. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2. Thẻ số 3 này. Thẻ số 4. Như vậy là mình đã nhận được 16,3 đồng xu của Virtus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus. Chúng ta sẽ vào mục mật mã. Cụm từ đầu tiên sẽ là 4168. Cụm thứ hai là 7632. Cụm thứ ba sẽ là 5389. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Mazo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim cái phần thưởng điểm danh hàng ngày, rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào mục game và nhấp vào mục play. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2 ở góc này nhé. Thẻ số 3 ở bên đầu này. Đây là thẻ số 3 này. Rồi chúng ta đến với thẻ số 4. Nhấp vào mục check để kiểm tra. Nhấp vào bonus để nhận phần thưởng. Nhấp mũi tên quay trở lại đây thì ở đây nó sẽ có hai cái mục này để các bạn làm thêm nhé. Đây cái mục bên dưới này và cái mục thứ hai này chúng ta sẽ làm thêm để nhận thêm phần thưởng. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục bonus để nhận phần thưởng này. Tiếp theo thì nhấp mũi tên quay trở lại vào cái mục earn này. Rồi đây chúng ta sẽ nhấp follow tài khoản Telegram. Và thả biểu tượng cảm xúc, quyển nịch hoặc là cái túi tiền này. Sau đó thì quay trở lại. Nhấp vào mục check để nhận phần thưởng. Nhấp vào mục share này, share bản tin 24 giờ trên Telegram. Các bạn chỉ cần nhấp vào xong là chúng ta sẽ ấn quay trở lại nhé. Chờ nó lát sang cái trang hiển thị như này rồi chúng ta quay trở lại luôn. Xong nhấp vào mục check này là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án SpellOneNet. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tap vào quả trứng này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ chuyển chúng ta tới cái mục là check in hàng ngày. Và chúng ta sẽ vào mục quýt ở đây. Ở đây thì kéo lên để chọn cái mục là Dini này. Thẻ đầu tiên sẽ là đầu người, thẻ thứ hai là tia sét, thẻ thứ ba là thiên thần có cánh, thẻ thứ tư là đầu ngựa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Chúng ta sẽ vào mục tag ở đây. Tiếp theo thì kéo lên tới cái mục video này, chúng ta sẽ nhấp vào Start. Ở đây thì chúng ta có thể là xem video hoặc là bài đăng. Nếu như bên dự án họ đăng bài thì chúng ta chỉ cần like. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp claim để nhận phần thưởng. Và kéo lên để nhấp vào cái dấu hỏi ở đây. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2. Thẻ số 3. Như vậy là mình đã nhận được phần thưởng 15.000 xu cộng với 2 sao và 3 ticker. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Card ID Pow. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim phần thưởng. Và tiếp theo thì sẽ vào mục zone này. Thẻ đầu tiên là con mèo có tên là Dóc. Nó sẽ ở trang số 1 này nhé. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm con mèo thứ hai. Và đây là con mèo thứ hai nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với trang số 2 này.
Có con mèo vừa xong mình mở rồi mà không thấy nó nhảy lên cái mục thẻ, chắc là mở chưa thành công. Đây các bạn nhé, đây là cái thẻ thứ hai này. Rồi chúng ta sẽ vào trang số 2. Ở trang số 2 này thì chúng ta sẽ tìm một cái thẻ hình ngôi nhà. Đây các bạn nhé, thẻ trên đầu tiên này. Như vậy là mình đã mở 3 thẻ thành công để nhận được 7 triệu 500.000 xu. Chúng ta sẽ nhấp claim nhận phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Pixelverse. Đầu tiên thì chúng ta sẽ yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì vào cái mục phần thưởng bên dưới. Rồi chúng ta lại vào phần thưởng ở bên trên. Vào mục Dini Combo nhấp chữ chơi này. Và thẻ đầu tiên là chiếc thẻ này. Đây là thẻ số 2, thẻ số 3 này và thẻ số 4. Rồi chúng ta nhấp kiểm tra và nhấp yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án HoldCoin. Đây là 12 cụm từ của dự án HoldCoin và việc của chúng ta là sắp xếp lần lượt từ số 1 cho đến số 12 theo đúng cái bảng mẫu này thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái đồng kim cương nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại dự án. Ở đây thì chúng ta sẽ vào mục ơn này. Nhấp vào mục Dini. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào mục check in điểm danh claim hàng ngày đây. Ngày cuối cùng thì sẽ nhận được là 40 đồng này. Rồi chúng ta sẽ vào mục pack nhé. Đây các bạn nhấp vào mục pack này và nhấp vào mục hold box. Số 6 sẽ chuyển lên số 1 này. Số 9 lên số 2. Số 7 lên số 3. Số 8 lên số 4. Số 8 lên số 5. Số 11 lên số 6. Số 11 lên số 7. Số 8 để nguyên. Số 9 để nguyên. Số 12 lên số 10. Số 12 sang số 11. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check. Nhấp vào mũi tên quay trở lại để vào tiếp cái mục là Diamond này. Rồi đây thì chúng ta sẽ có 3 lượt quay ngẫu nhiên nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Đây là 3 chiếc thẻ trong buổi tối ngày hôm nay của dự án Gamecoin cộng với lại mật mã nhé. Đây là mã code của ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong tài khoản để cùng thao tác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Dini này, điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Cái này thì nó còn dây giờ đếm ngược nên mình chưa điểm danh được, còn 50 phút nữa rồi chúng ta sẽ vào Tiny Code. Chữ cái đầu tiên là chữ A có một chấm tròn, một gạch ngang. Chữ P sẽ có một chấm tròn, hai gạch ngang, một chấm tròn. Và chữ Y ngắn thì sẽ có hai chấm tròn. Như vậy là mình đã mở thẻ thành công để nhận được là 1 triệu xu. Chúng ta sẽ vào mục Tiny Combo và mở thẻ ở trang. Ô, cái thẻ này thì nó lại dính vào cái thẻ mà phải tuyển người nên là cái bộ combo ngày hôm nay mình sẽ bỏ qua nhé. Đây mình dính vào cái crypto này, cái con này là nó sẽ phải tuyển một người mới mở được nó ra nên là mình sẽ bỏ qua thẻ của ngày hôm nay. Bạn nào mời được một người thì sẽ mở 3 thẻ này nhé. Trong buổi tối nay thì mình đang thiếu một cái thẻ của dự án Tham Farm. Cái thẻ này thì thường nó hay ra muộn, ra vào buổi đêm cho nên là mình sẽ không quay kịp. Những cái dự án này thì chúng ta cần phải mở sớm bởi vì mở muộn thì nó sẽ hết thời gian ấy. Nên là mình sẽ quay 10 dự án này thôi. Còn cái Tham Farm nếu như mà có thì mình sẽ đăng ở trên hội nhóm và cũng như là ở trên group TN của mình nhé. Đấy, và các bạn cũng có thể là join vào group của mình ở cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.